Dừng ngay lại. Đừng đầu tư bất động sản nữa. Bởi vì bất động sản không còn cơ hội nữa đâu. Bất động sản không còn để cho bạn có thể trở nên giàu có nữa đâu. Đây là một câu hỏi của một bạn khán giả ở trên kênh YouTube của Phạm An Nam. Nói rằng là bây giờ đến cuối năm hoặc là trong dài hạn thì bất động sản có còn là một cái kênh đầu tư an toàn cho chúng ta nữa hay không? Có nên đầu tư vào bất động sản nữa hay không? Tôi nói với à, các bạn rằng hãy dừng ngay lại cái việc đầu tư bất động sản. Đừng đầu tư bất động sản nữa nếu như mà bạn không biết được những cái điều này. 80% các nhà đầu tư ở bên ngoài kia đầu tư vào bất động sản sau đó bị thất bại, mất tiền và gặp phải những rủi ro hầu hết mọi người kiếm được tiền từ một lĩnh vực kinh doanh khác sau đó chuyển tiền vào bất động sản họ bị thất bại và đau đớn những cái lý do lớn nhất khiến cho họ bị thất bại và đau đớn tôi chia sẻ cho các anh chị ở trong cái đoạn video này người ta đi đầu tư với mong muốn là kiếm được tiền nhưng đã bị sai lầm với rất nhiều những cái sai lầm nghiêm trọng nên nếu như bạn đang gặp phải những cái sai lầm này và biết được một ai đó đang gặp phải những cái sai lầm này thì hãy dừng ngay lại dừng ngay lại đừng đầu tư bất động sản nữa thứ nhất là đầu tư theo kiểu a dua thấy người ta đi đầu tư bất động sản mình cũng đi đầu tư bất động sản. Trong khi mình chẳng hiểu được đầu tư bất động sản nó là cái gì cả. Đầu tư theo cảm xúc tức là nhìn thấy bất động sản đẹp, nghe người ta nói rằng đầu tư bất động sản là giàu có, là nhanh gấp đôi, gấp ba, gấp năm tài sản nên là quyết định xuống tiền trong khi mình chưa điều tra, khảo sát về thị trường, về pháp lý về tiềm năng, về giá, về phong thủy, vân vân và vân vân. Đầu tư theo kiểu cảm xúc như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp phải rủi ro. Cái sai lầm tiếp theo đó chính là đầu tư kinh doanh bất động sản không có kiến thức. Khi mà tham gia vào thị trường bất động sản, chúng ta không có trang bị cho mình những cái kiến thức nền tảng cũng như là những kiến thức chuyên sâu kiến thức nền tảng bao gồm đó là những kiến thức về đầu tư những kiến thức về kinh doanh chúng ta biết làm sao để chọn được cái thời điểm mua vào làm sao chọn được cái thời điểm bán ra sao biết được chúng ta đang mua ở cái chu kỳ nào của thị trường chu kỳ nào của chính trị chu kỳ nào của của dự án chu kỳ nào của môi giới chu kỳ nào của của cái vùng đất mà chúng ta lại đầu tư phải biết lựa chọn cái thời điểm mua vào và phải biết xác định được thời điểm bán ra, đấy mới là điều quan trọng. Sai lầm thứ ba đó là đầu tư theo kiểu là chơi. Ta có tiền, ta kiếm được ở một nơi khác, sau đó chúng ta chơi bất động sản. Chơi và đầu tư là hai cái khác nhau. Chơi là chơi, còn đầu tư là phải kiếm tiền đầu tư là phải có lợi nhuận, đầu tư là phải tiền để ra tiền. Nên nếu như chúng ta xác định đó là trò chơi thì đừng chơi, bởi vì chơi là có thể bị thiệt, đúng không nào? Vào trong số các anh chị đã từng đi chơi mà chúng ta phải mất tiền chơi, sau đó chúng ta gì ạ? Phải chi thêm nhiều khoản tiền, mệt người hơn. Nếu mà chơi thì hãy chơi những thứ khác hoặc là mua một cái bất động sản dành để chơi khi mà bạn thừa tiền. Còn nếu chúng ta xác định là đầu tư thì phải kiếm được tiền. Anh chị comment xuống bên dưới là đầu tư thì phải kiếm được tiền, tức là phải bắt tiền của chúng ta đi đẻ, bắt tiền của chúng ta nó đẻ ra tiền cho chúng ta. Hãy comment xuống bên dưới là tiền phải đẻ ra tiền. Tiền phải đẻ ra tiền. Đấy là điều quan trọng. Nếu như chúng ta xác định đầu tư thì chúng ta cần phải trang bị và hình thành cho mình những cái kỹ năng để chúng ta đi điều tra. Điều tra được một bất động sản, kiểm tra bất động sản trước khi mua. Không có tin khi mà chúng ta chưa thực hiện. Niềm tin của các anh chị sẽ có thể bị đã, bị sai lầm nếu như mà chúng ta không kiểm tra. Nếu như chúng ta không có điều kiện đến để thăm hay là xem những bất động sản chúng ta mua thì phải có những con người thực sự tin tưởng hoặc là một cái người có sự cố vấn cho các anh chị thật tốt đầy đủ thông tin và phải người có trách nhiệm với các anh chị để có thể giúp anh chị đầu tư thành công. Đầu tư theo kiểu là không có chiến lược. Nghĩ rằng chúng ta mua bất động sản để đó sau đó ngồi cúng ngồi phật nam phật nam phật, phật để cho tài sản của con nhanh lên để cho con được nhanh lên tài sản gấp đôi hãy uh, cúng khấn 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 thì không bao giờ tài sản của chúng ta có thể nhân lên được đâu khấn thì không bao giờ tài sản ta nhân được mà chúng ta phải có chiến lược để đầu tư hãy trang bị cho mình những cái chiến lược để chúng ta đầu tư một cách hiệu quả không? comment xuống bên dưới là phải có chiến lược Vậy những cái chiến lược nào Chiến lược thật rõ ràng Ví dụ như là ta Đầu tư ngắn hạn, đầu tư trung hạn Đầu tư dài hạn, ngắn hạn là bao nhiêu Thì chúng ta đầu tư Bao nhiêu lâu thì chúng ta chốt lời Đó. Ước lượng được mức lợi nhuận bao nhiêu Phải biết phân tích được cái thị trường biết phân tích được cái tiềm năng biết phân tích được cái giá trị của bất động sản đó nếu như ta không phân tích được cái giá trị của nó thì chắc chắn là chúng ta mua thì là gì ạ, để mua được một miếng đất thôi. Tôi đã gặp rất là nhiều các nhà đầu tư, có thể nói là những người rất là thành công trong các lĩnh vực khác cả Họ đi mua một miếng đất, sau đó nói rằng là gì ạ? "Ôi, em mua miếng đất này để để chơi thôi, em mua miếng đất để vài năm, sau đó thì à, cho nó tăng giá thì em bán thôi chứ chẳng quan trọng gì." Đó là nguy hiểm. Nên phải có một cái chiến lược rõ ràng. Tôi có đến những 36 chiến lược để có thể đầu tư được. Có rất nhiều người nói rằng là gì ạ? "Cần gì phải chiến lược?" đó chính là cái lý do tại sao rất nhiều người trong thời kỳ dịch bệnh vừa rồi họ không biết cách đầu tư bất động sản, họ không biết cách kinh doanh, dẫn tới họ gì ạ, không có tiền, họ phàn nàn, họ đổ lỗi, họ không có tìm được cái cơ hội và tìm được cái chiến lược để đầu tư nên phải có chiến lược. Một những trong chiến lược quan trọng nhất đó là gì ạ, phải tìm kiếm và học hỏi những cái chiến lược của những người khác để có thành công được đừng phàn nàn đừng đổ lỗi đừng ngụy biện là tại sao nên là gì ạ phải trang bị cho mình những cái chiến lược cụ thể ví dụ như là chiến lược đầu tư lãi vốn chiến lược đầu tư dòng tiền chiến lược lãi vốn cộng dòng tiền chiến lược tư ngắn hạn chiến lược tư dài hạn chiến lược đầu tư vào những cái bất động sản nào nó ra gì ạ khan hiếm và độc đáo chiến lược đầu tư vào những bất động sản có cái nhu cầu sử dụng cao đó là những cái chiến lược nó phải thật rõ ràng về chiến lược nếu như không có chiến lược thì giống như là các anh chị chúng ta đi vào trong một khu rừng nó không có gì ạ không có rõ ràng và dễ vấp phải đá dễ quàng phải dây nên anh chị hãy comment xuống bên dưới là phải trang bị kiến thức và chiến lược để chúng ta có thể đầu tư hiệu quả được đầu tư bất động sản là một lĩnh vực giúp cho chúng ta không mất quá nhiều thời gian và công sức để có thể kiếm được tiền. Nếu như chúng ta đang thành công ở trong một lĩnh vực nào đó thì hãy cố gắng trang bị cho mình kiến thức trước khi mà xuống tiền đầu tư. Đây là một bài học đắt giá của tôi bởi vì khi tôi bắt đầu trong lĩnh vực này, tôi cũng giống như tất cả các anh chị ở đây, không trang bị cho mình kiến thức dẫn tới bị mất tiền, dẫn tới bị ộm tiền, động vốn, vân vân và vân vân đó là một bài học vô cùng đắt giá với tôi và chính cái bài học đó tôi đã có cái ngày hôm nay tôi phải cố gắng đào sâu học hỏi rất nhiều người tìm kiếm những cái lý do họ thành công những cái lý do họ thất bại để mình có được những cái tư duy kiến thức và có thể chia sẻ được những cái kiến thức này những cái chiến lược này những cách để chúng ta có thể thành công được anh chị hãy vào trong kênh youtube của tôi xem toàn bộ các video của tôi đó là gần một ngàn cái video tôi chia sẻ với rất nhiều những cái nội dung để cho các anh chị có thể thành công được nó hoàn toàn miễn phí với các anh chị và đừng bao giờ ạ ích kỷ nếu như chúng ta không chia sẻ cho người khác hãy chia sẻ cho người khác để chúng ta có thể thành công hơn được không nào? rồi thế là tôi cảm ơn tất cả các anh chị em. OK nếu như ngày hôm nay mà các anh chị muốn đầu tư thì bắt buộc chúng ta cần phải trang bị. Nếu như chúng ta không có thì tốt nhất là nên dừng lại đi. Dừng lại. Tôi ví dụ như cái bạn Hoài Trần này chẳng hạn. 10 phút rồi mà chưa vào vấn đề. Tôi vào vấn đề ngay từ phút đầu tiên nhưng mà bạn không biết được. Tôi cũng rất là thông cảm cho bạn bởi vì không sao, mỗi người chúng ta có một cái góc nhìn, mỗi người chúng ta có một cái tầng tư duy, tầng nhận thức khác nhau. Có khi mình nói mà người khác cũng chưa hiểu. Có khi gì ạ, mình nói mà người khác cũng chưa biết được là mình đang nói thì cái đấy cũng không quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là 10 phút vừa rồi tôi đã truyền đạt cho các anh chị những cái điều chúng ta cần phải làm. Nên nếu như chúng ta muốn thành công thì phải biết gì ạ? Biết chờ đợi và phải biết nhận được ra cái cơ hội. Có thể các anh chị rất nhiều những người đang xem cái video này đã nhận ra được một cái điều gì đó từ ngay phút đầu tiên. Nhưng mà cái bạn hoài trần này Bạn vẫn chưa nhận được ra cái điều gì Đến phút thứ 12 rồi mà bạn vẫn chưa nhận ra được điều gì Thì bạn nói rằng là chưa vào vấn đề <laughs> Vẫn còn hoang mang Không sao cả Tôi vẫn biết ơn bạn Bởi vì bạn đã là một người trên fan trên kênh youtube của tôi Đúng không ạ? Trên fan kênh youtube của tôi Tôi biết, biết ơn bạn rất là nhiều Bởi vì có bạn thì tôi mới có được cái Cái, cái gì ạ? Có người để chia sẻ Đúng không nào? Đấy là điều tuyệt vời Thế thì nếu như chúng ta muốn đầu tư mà thành công thì chúng ta cần phải gì ạ? Bỏ hết tất cả những cái sai lầm kia đi. Thứ nhất là gì ạ? Đầu tư là phải dùng trí tuệ. Dùng cái não để đầu tư. Chứ không có gì ạ? Đầu tư theo kiểu cảm xúc, đấy là cái quan trọng bạn Hoài Trần nhé. Cái thứ hai là chúng ta cần phải trang bị kiến thức, kinh nghiệm của những cái người khác. Mình chưa có kiến thức mình chưa có kinh nghiệm thì mình cần phải trang bị vào lúa chín thì cũi đầu nước thì chảy vào chỗ trũng phải luôn luôn học tập luôn luôn phải biết lắng nghe để chúng ta có được nhiều kiến thức hơn cách thành công nhanh nhất đó là học theo những cái người thành công và học theo kể cả những người thất bại nếu như có những người thất bại bên cạnh bạn hãy ở bên cạnh họ hỏi họ rằng tại sao mà anh bị thất bại trong bất động sản thì đó là những cái sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn loại bỏ tất cả những cảm xúc mà chúng ta đi mua đất không được đầu tư theo kiểu tất tay và quan trọng rất quan trọng ở cái cái video này tôi muốn nói các anh chị thị trường sẽ luôn luôn biến động ví dụ như là vừa rồi nhà nước đang thắt chặt tín dụng lại rồi là các ngân hàng không cho vay bất động sản rồi là gì ạ à, nhiều chính sách thắt chặt những cái pháp lý của bất động sản nên phải gì ạ phải biết chiến lược để chúng ta làm quan trọng những cái chính sách đó là những cái chính sách để điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước người ta điều tiết để cho thị trường bất động sản nó cân bằng giữa cung và cầu giữa cung và cầu và điều tiết cái giá cho nó không bị lạm phát xảy ra và đương nhiên tất cả các thị trường đều như vậy ở Việt Nam chúng ta cũng đều như vậy vậy chúng ta phải làm gì ạ chúng ta phải biết biết cách để tìm ra những cái thị trường để chúng ta để chúng ta làm sao ạ để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả tại sao các anh chị lại lao vào trong cơn sốt để mua đất tại sao các anh chị lại lao vào những thị trường đã bị đóng băng Tại sao lại các anh chị lại lao vào những thị trường đã bị bão hòa? Tại sao chúng ta lại vào những cái vùng đất nó bị thổi giá lên để mua? Nếu như vào trong các thị trường đấy thì các anh chị hãy dừng ngay lại. Đừng bao giờ đầu tư nếu như nhìn thấy một thị trường sốt nóng mà lao vào mua. Khi mà chúng ta lao vào trong thị trường sốt nóng mà không có kinh nghiệm, không có kiến thức, không có đội nhóm không có người mentor không có người hướng dẫn ít vốn nữa không? ít vốn nó đã là một cái vấn đề rồi mà ít tri thức và ít kiến thức nữa thì lại càng nguy hiểm hơn nữa nên mình phải trang bị trước khi vào nếu như chưa có nhiều tiền thì đừng có lao vào trong cơn sốt bởi vì dễ xảy ra lòng tham dễ xảy ra lòng tham và dễ bị mất tiền trong cơn sốt đất đó có rất là nhiều người đã bị mất tiền đã bị trôn vốn ở trong những cơn sốt nên tôi nói cái video này ở đây không phải là bảo ở các anh chị là dừng đầu tư bất động sản nữa mà dừng ngay cái việc đầu tư bất động sản không có chiến lược dừng ngay cái việc đầu tư bất động sản không có kiến thức dừng ngay cái việc đầu tư bất động sản bằng cảm xúc dừng ngay cái việc đầu tư bất động sản bằng yeah, kiểu tất tay dừng ngay cái đầu tư bất động sản bằng cách mà đầu tư của những cái nhà đầu tư thông thường hãy trang bị cho mình những cái vũ khí chiến lược kiến thức để chúng ta đầu tư thành công. Đây là một cái video tôi rất là mong muốn được truyền đạt và chia sẻ cho các anh chị những cái điều này. Còn kiến thức, chiến lược hay là những cái nội dung thì ở trên kênh YouTube của tôi có rất nhiều được các anh chị ạ. Anh chị có thể vào trong kênh YouTube và fanpage của tôi, anh chị xem những cái video đó để chúng ta gì ạ? biết được thêm nhiều kiến thức hơn, kiến thức về pháp lý, kiến thức về kinh doanh, kiến thức về phát triển con người, kiến thức về đầu tư, kiến thức về mua bán vân vân và vân vân. Hãy vào trong kênh YouTube của tôi để các anh chị xem. Có rất nhiều các video. Nhớ rằng nếu xem video nào thì comment ở video đấy để tôi biết rằng bạn đã xem video đấy. Tôi nhớ tất cả những cái video, tôi nhớ tất cả những cái comment của các anh chị. Được không ạ? tất cả các comment của anh chị nên là rất là mong chúng ta cùng nhau học hỏi cùng nhau chia sẻ để chúng ta có thể thành công hơn. Ừ, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đã xem cái video này. đừng quên bấm vào nút like và đừng quên chia sẻ cái video này đến những cái người bạn của anh chị và đặc biệt là test tên những cái người bạn của anh chị vào khi họ đang dạ yeah, đang say với những cơn sốt đất họ đang say với những cái việc đầu tư bất động sản mà không hiệu quả. Đúng không? Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.